Ok, xin chào anh em trở lại channel Mobile. Thì trên tay mình là chiếc Galaxy S9. Như anh em đã biết thì đối với máy chính hãng sẽ có rất là nhiều ưu đãi và dịch vụ hậu mãi đi kèm theo. Tuy nhiên thì giá thành máy sẽ rất là cao so với hai thị phần còn lại, đó là Hàn và Mỹ. Với hai thị phần Hàn và Mỹ thì đa phần đều là máy xách tay và giá thành rất là tốt, mà còn được bảo hành tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ nữa. Với Galaxy S9 phiên bản Hàn hay là Mỹ hay là chính hãng thì sẽ rất khó là lựa chọn, và hôm nay mình sẽ đưa ra đặc trưng của cả ba dòng máy để cho anh em sẽ lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Snapdragon 845 chính là mấu chốt giải thích cho sự hấp dẫn của phiên bản S9 Mỹ. Chipset này cho khả năng tương thích với game vượt trội, bạn sẽ có những trải nghiệm game đồ họa 3D cao nhất mà không có hiện tượng giật lag nào cả. Nếu bạn không phải là một tín đồ mê game nhưng lại có sở thích bọc vạch các thiết bị công nghệ thì phiên bản Galaxy S9 Mỹ cũng rất đáng để trải nghiệm. Về thiết kế, bạn sẽ có một logo khẳng định đẳng cấp người dùng, tên của máy sẽ được in nổi bật ở phía mặt sau trong khi các phiên bản khác thì không có. Lý giải cho sự ưu ái đặc biệt này là quy định của thị trường Mỹ, chính phủ lại yêu cầu tất cả các sản phẩm phải đạt chất lượng kiểm định và có nguồn gốc rõ ràng. Để có một chiếc điện thoại chiến game ngon, thiết kế độc lạ thì bạn sẽ phải đánh đổi lại máy chỉ được dùng một SIM. Không chỉ riêng chiếc Galaxy S9 mà tất cả những dòng điện thoại muốn được kinh doanh tại Mỹ thì đều bắt buộc phải tuân theo quy định này. Hiện tại các phiên bản Galaxy S9 Mỹ đã được quốc tế hóa, bạn có thể sử dụng tiếng Việt và các ứng dụng của Google bình thường như các máy chính hãng. Chất lượng sóng thì ổn định, hỗ trợ đầy đủ 3G, 4G hoàn toàn bình thường tại Việt Nam. Thứ hai là những chiếc máy đến từ thị trường Hàn Quốc. Khác biệt hoàn toàn với bản Mỹ, Galaxy S9 Hàn được trang bị bộ vi xử lý cây nhà lá vườn Exynos 9810 của Samsung. Nếu nhắc đến chơi game thì đây không phải là điểm mạnh so với Snapdragon 845. Tuy nhiên, bạn sẽ có một thiết bị được tối ưu hơn, máy dùng mát và đặc biệt là khả năng tiết kiệm pin ấn tượng. Nếu bạn cần một sự lựa chọn an toàn, thiết bị chạy ổn định thì Galaxy S9 Hàn rất đáng để lưu tâm. Với phiên bản Hàn thì sẽ giống 100% phiên bản quốc tế và bạn sẽ bị giới hạn ký tự khi nhắn tin và cũng như là không tắt được âm của camera khi chụp ảnh. Máy sẽ có một vài ứng dụng của nhà mạng Hàn Quốc và ở thời điểm hiện tại thì các phiên bản Hàn đang được sử dụng một SIM. Tuy nhiên so với bản Mỹ thì Galaxy S9 Hàn có lợi thế hơn bởi phiên bản này có thể cập nhật lên bản ROM quốc tế và người dùng có thể hoàn toàn khắc phục được các hạn chế trên và nâng cấp lên sử dụng hai SIM như bình thường. Cuối cùng đó chính là phiên bản chính hãng được bán tại Việt Nam và cũng như đang được bán tại Hồng Mobile. Đây có lẽ là phiên bản quen thuộc nhất với người dùng, bạn có thể mua được một cách dễ dàng tại Thế Giới Động hay là FPT Shop. Sử dụng hoàn toàn bình thường hai SIM tiện lợi ở Việt Nam. Tuy nhiên bạn sẽ phải bỏ ra một số tiền khá lớn để có thể mua phiên bản này. Nhưng tại Hồng Mobile thì đang có những chiếc S9 chính hãng full box còn bảo hành của hãng mà mức giá chỉ cao hơn máy Mỹ đổ hành chỉ có 500.000. Đối với bản này thì mình đã có video và mình sẽ để đường link phía bên dưới cho bạn nào muốn tham khảo. Bản thân mình thì chắc có lẽ sẽ chọn chiếc Galaxy S9 chính hãng full box này tại Hồng Mobile, nghe đâu đó về chỉ được có khoảng 20 con mà thôi. Vậy anh em có nhận xét gì cho cả ba dòng sản phẩm này? Nếu là mình thì mình sẽ chọn máy chính hãng và giá thành lại rất hợp lý nữa. Còn anh em thì anh em sẽ chọn dòng máy nào? Và hãy để lại comment phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.